Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác, hôm nay chúng em về được một lô súp siêu trầm của JBL 260P. Thì đây thì em đã để sẵn hai chiếc ở đây để có thể là bung thùng ra và review cho các bác nhé. Và bây giờ em sẽ mời bạn kỹ thuật viên bên em sẽ khui thùng, cái loa siêu trầm của JBL và sẽ là review chi tiết cho các bác. Đó, thùng thì nhìn nó bát 30 thôi nhưng mà nhìn thùng họ làm rất là to. Đó, rất là to. Vì là bên trong còn nhiều lớp xốp để bảo vệ cho cái chiếc siêu trầm này khi vận chuyển. Đó. Các bác có thể thấy này, có hai thùng cắt tông nhé. Hai thùng cắt tông luôn liền liền này. Đó. Hàng công ty thì họ làm đóng từ cái khâu đóng gói rất là cẩn thận. Đó. Đây các bác thấy đây. Rồi, bên trên là chúng ta sẽ có một lớp xốp này. Đó, chống dịch chuyển và chống va đập cho chiếc siêu trầm này, xốp rất là dày các bác. Đó, khi mà chúng ta thử sờ tới những cái dòng siêu trầm hàng xịn bao giờ nó cũng có cái cảm giác là nó khác hẳn, đúng không ạ? Vì nó rất là chất lượng. Đó, và từ từ thì là chiếc siêu trầm này nó đã được mở ra, đúng không ạ? Đó. Rất là đẹp, rất là đẹp các bác nhé. Wow, nhìn vỏ gỗ này các bác này, thật sự là khi mà em sờ tay lên cái thân thùng này nó rất là mịn tay, sờ rất là thích luôn các bác, sờ rất là thích luôn nhé. Rồi em lấy cái quay bàn quay đó và em sẽ để lên cái bàn quay để có thể là review cho các bác nhìn rõ hơn. Rồi, và đây các bác có thể thấy là những cái dòng các bác để cái vành này cho em này, những cái hàng xịn của JBL đó, nó đều có cái vành này. Đó, nó khác hẳn so với những cái dòng siêu trầm có cái hãng khác, đúng không ạ? Rồi cái vành này thì là cái vành này nó họ đệm nhá, đây là cái đệm họ đệm cho chúng ta để khi mà chúng ta nhìn ấy, chúng ta nhìn vào trong thì sẽ không nhìn thấy con ốc. Nó còn bên trong cái vành này, đằng sau cái vành này thì nó sẽ là có những con ốc để nó cố định cái củ bát này, và khi mà các bác muốn tháo ra thì các bác phải hết sức nhẹ nhàng, đã tháo hết sức nhẹ nhàng thì mới tháo được cái vành này nhá. Cái vành này bên trong họ dán keo nữa, dán keo trực tiếp vào cái lớp vỏ thùng gỗ này đó, nên là khi mà các bác muốn tháo ra thì phải hết sức nhẹ nhàng đó. Còn là trong cái video này thì em sẽ không tháo, bởi vì là tháo ra nó sẽ bị xước ở bên trong đó. Rồi mặt củ bát này các bác có thể thấy nhé, mặt củ bát thì chúng ta có thể thấy là gân của nó là gân cao su. Đó, gân cao su bằng giấy. Đó, sờ vào rất là chắc chắn. Đó, rất là chắc tay. Rồi, về đây là mặt trước. Còn phía sau đây chúng ta có thể thấy này. Thì phía sau đây thì có rất là nhiều nút ở đây, thì em sẽ là giới thiệu qua cho các bác các cái nút điều chỉnh con siêu trầm này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai cái lỗ AV hoa sen này, đúng không ạ? Đó, dành cho chúng ta có thể sử dụng cho tín hiệu, cấp tín hiệu vào cho chiếc súp này nhé. Thì ở đây chúng ta có R và N. R và N tức là trái, phải. Đó, ví dụ như là siêu trầm các bác để bên trái thì các bác sẽ cắm R, để bên phải các bác có thể cắm N cho em. Đó, thì tức là chúng ta sẽ chia ra một vế nhé. Thì còn nếu như mà cắm hai vế thì nó vẫn ra là mono thôi, nó không ra site, nên các bác cắm một lỗ nào, bất kỳ trong hai lỗ này cắm lỗ nào cũng được, mà cắm cả hai cũng được. Đó. Rồi, bên này thì chúng ta sẽ có một nút chiết áp này. Đó. Tăng to nhỏ âm lượng cho cái chiếc loa siêu trầm này. Còn ở đây là power on mode. Đó, power on mode ở đây thì nó là gì? Nó tự ngắt nhá. Tức là ở đây là chúng ta có nút power, đúng không ạ? Tự tắt mở nhá. Còn cái này ví dụ như các bác gạt sang auto, thì khi mà tín hiệu không cấp cho nó, tức là các bác không sử dụng, không mở nhạc nữa, thì cái chiếc siêu trầm này nó sẽ tự ngắt, nó tự động ngắt. Còn nếu như mà chúng ta cấp tín hiệu thì nó sẽ là tự động mở lên cho các bác. Còn nếu như mà chúng ta để on ở đây thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái này để tắt mở nhé. Đó, tắt mở. Đó. Rồi, bên này thì chúng ta sẽ có bát bót đây là chúng ta có thể chỉnh thêm cái hiệu ứng cho loa siêu trầm này. Đó, bát bót này là chúng ta chỉnh hiệu ứng cho loa siêu trầm nhé. Các bác có thể chỉnh cho
cái tiếng âm nó có thể sâu hơn này ở cái phần bass mode này đó. Rồi bên này chúng ta sẽ có chỉnh pha. Đó, pha này thì các bác nếu như dùng nó full đó, nó full thì chúng ta sẽ có thể là chỉnh đồng pha, cân pha với lại cả loa full các bác nhé. Còn đây là crossover, tức là đây là cắt giải cao thấp NPF cho chiếc loa siêu trầm này đó, các bác có thể cắt ở đây đó. Nhưng mà em cũng khuyên các bác là không nên cắt quá cao, cắt cao quá thì nó sẽ ra lời nhá, nó nên là các bác sẽ cắt vừa phải thôi. Rồi tiếp theo, mã model của nó chính là SUV 260P trên 230C nhé các bác nhé. Đó, và sản xuất theo dịch theo công nghệ của USA, còn công ty nhà máy thì lại sản xuất ở Trung Quốc các bác nhé. Đó, nhà máy thì là Trung Quốc nên rất là rõ ràng cho các bác nhé. Và phía dưới thì chúng ta sẽ có một lỗ thông hơi khá là lớn, thông hơi rất là lớn. Đó, thông hơi thì nó là nằm thông hơi ở phía sau luôn. Đó, thông hơi phía sau. Đó, giúp cho cái âm trầm ra nó lan tỏa. Đó. Rồi đây là dây nguồn. Nguồn này thì là nguồn liền luôn các bác này, dây nguồn liền luôn nhé. Đó, và cho phép chúng ta chạy điện là 220V đến 240V nhé. Và công suất của con loa siêu trầm này là 300W, công suất liên tục. Còn nếu mà maximum ấy, công suất max của nó thì lên tới tầm 600W. Đó, cái dòng 260V này thì các bác đã biết rằng là cái chất âm của em nó thì thật sự là trong cái thời những cái năm 2019, 2020, 2020, 2021 này là em nó rất là nổi tiếng và được rất là nhiều anh em yêu thích. Nó lại vừa cầm tiền, vừa mình túi tiền. Đó. Về thiết kế thì chúng ta không thể chê được đúng không ạ? Thiết kế thì thật sự nhìn rất là ấn tượng, rất đẹp mắt. Đó, và trước đây chúng em cũng đã có làm video về những cái dòng loa siêu trầm này rất rất là nhiều rồi. Tuy nhiên hôm nay thì chúng em vẫn cứ làm lại để giới thiệu với các bác. Đó, các bác đang muốn mua loa siêu trầm thì có thể tham khảo thêm cái mẫu này. Mẫu này nó rất là ok. Và bây giờ thì em sẽ test một đoạn nhạc nhé. Đó, test một đoạn nhạc để các bác có thể trải nghiệm cái chất âm của những cái dòng loa siêu trầm JBL. Đó, loa siêu trầm JBL. Rồi. Vâng, và các bác đã chuẩn bị sẵn tai nghe chưa ạ? Và bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc test để chúng ta có thể trải nghiệm chất âm của những cái đôi loa siêu trầm JBL này, và xin mời các bác. Vâng, thì đó là cái chất âm của cái dòng loa siêu trầm mà các bác vừa trải nghiệm đúng không ạ? Với cái công suất của loa này thì các bác có thể sử dụng cho không gian gia đình, nó dao động tầm 25 cho đến 30 mét vuông các bác nhé, để chúng ta có thể xử lý và trải nghiệm chất âm rất là tuyệt vời. Và các bác có quan tâm về cái dòng loa JBL 260B thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em để bên em tư vấn và hỗ trợ. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video gần nhất.